Đây là 5 con số rất quan trọng trong bán hàng bạn không thể bỏ qua nếu như bạn muốn gia tăng kết quả kinh doanh của mình liên quan tới việc chăm sóc khách hàng. Thứ nhất, bạn có biết rằng nếu như bạn liên hệ ngay lập tức lại cho khách hàng chỉ trong vòng khoảng thời gian không quá 5 phút sau khi họ để lại thông tin cho bạn thì khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn 300% so với việc bạn để cái thông tin đó lại và lúc khác nhớ ra thì liên hệ lại với khách hàng. Chỉ một điều đơn giản như vậy thôi cũng có thể giúp cho kết quả kinh doanh của bạn tăng cao hơn gấp nhiều lần so với việc bạn đang làm tại thời điểm bây giờ. Thông tin thứ hai đó là 82% khách hàng mong đợi sẽ nhận được thông tin phản hồi chỉ trong vòng 10 phút bởi vì hiện nay khách hàng đang không có sự kiên nhẫn giống như ngày trước. Hiện nay có rất nhiều người có thể tiếp cận khách hàng và thông tin khách hàng có thể tìm hiểu trên internet có rất nhiều và ngay lập tức trong một khoảng thời gian ngắn khách hàng có thể thay đổi quyết định của mình. Chính vì vậy nếu như khách hàng đã quyết định để lại thông tin của họ qua tin nhắn qua Zalo cho bạn thì trong vòng 10 phút đó nếu như bạn có thể liên hệ lại với khách hàng thì khả năng cao là khách hàng sẽ ở lại với bạn. 82% khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng với điều đó. Đừng quên con số này. Thông tin số 3, một lần nữa, nếu như bạn để cho khách hàng chờ lâu hơn 5 phút thì bạn có cơ hội vẫn còn cơ hội để thành công, nhưng nếu bạn để khách hàng chờ hơn 30 phút thì cái cơ hội đó của bạn đã giảm đi xuống rất nhiều lần có phải không ạ? Vì vậy, một lần nữa, nếu như khách hàng đã liên hệ với bạn một cách chủ động thì hãy tận dụng cơ hội đó để có thể phản hồi ngay cho khách hàng và đó chính là cách để bạn nâng cao kết quả kinh doanh của bạn. Thông tin số 4 rất quan trọng. Đó là hơn 50% khách hàng nói rằng họ sẽ đồng ý làm việc với người tư vấn bán hàng với đơn vị cung cấp nào liên hệ đầu tiên đối với họ thay vì làm việc với những người đến sau. Nào, có rất nhiều người khách hàng họ đã ở trong cái giai đoạn là đã sẵn sàng ra quyết định và họ sẽ có thể chỉ cần một lời tư vấn, một lời hướng dẫn đơn giản thôi là họ có thể ra quyết định mua ngay lập tức, đúng không ạ? Cho nên nếu như bạn trần trừ là người đến sau thì khi đó bạn đang bị đánh mất cơ hội kinh doanh của mình vào tay đối thủ của bạn hoặc vào tay người tư vấn bán hàng khác mà họ có thể nhanh tay hơn tiếp cận với khách hàng đó. Một lần nữa, hãy nhớ rằng hơn 50% khách hàng sẽ ra quyết định mua của người tiếp cận đầu tiên và thông tin thứ năm cực kỳ quan trọng đối với người làm sales, người làm bán hàng. Đó là nếu như mà bạn tiếp cận với khách hàng qua điện thoại thì khả năng của bạn thành công sẽ cao hơn 200%, có nghĩa là gấp đôi so với việc bạn liên hệ với khách hàng qua tin nhắn nào tôi biết rằng hiện nay có rất nhiều người ngại tele sale cho khách hàng bởi vì bạn sợ bị nghe những lời từ chối bạn thấy rằng nếu như tư vấn cho khách hàng qua tin nhắn thì dễ dàng hơn rất là nhiều đồng ý là bạn sẽ vẫn có những khách hàng thành công tuy nhiên bạn đang mất đi cơ hội với rất nhiều khách hàng khác và đồng nghĩa rằng doanh số của bạn sẽ bị giảm xuống cho nên hãy nhớ điều này đừng chỉ giấu mình đằng sau những dòng tin nhắn những phần mềm chat với khách hàng mà hãy dành thời gian để nhấc điện thoại lên gọi cho họ, cho khách hàng thấy bạn là một người tư vấn chuyên nghiệp như thế nào, bạn quan tâm với khách hàng ra làm sao và bạn có thể giúp cho khách hàng đạt được kết quả mong muốn bằng cách nào. Khi đó khách hàng sẽ cảm thấy quý mến bạn hơn, có sự kết nối tốt hơn và bạn sẽ gia tăng kết quả bán hàng của mình. Đó là năm con số rất quan trọng trong kinh doanh trong bán hàng bạn sẽ cần phải nhớ hoặc truyền đạt lại cho đội ngũ bán hàng của mình để bạn có thể đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đã đề ra chúc bạn thành công và đừng quên rằng bạn có thể đặt câu hỏi của mình ở phía dưới video này và tôi sẽ tư vấn cho bạn trong video tiếp theo để giúp bạn nâng cao kết quả công việc hàng ngày của mình chúc bạn thành công và hẹn gặp lại